Hi, xin chào mọi người nha. Video này mình muốn show cho mọi người thấy sơ sơ một chút về cái vịnh Sơn Đài ở trước nhà mình nha. Cái vịnh này thì bao bọc xung quanh là một biển nha mọi người. Ở đây người ta nuôi trồng thủy sản rất là nhiều nha. Nuôi tôm rồi người ta đánh cá. Ở ngoài xa xa mọi người thấy không? Những cái chiếc đó, đây là chiếc được người ta gọi là chiếc rớ để mà người ta chăn. Tối người ta thắp đèn lên để cá nó vô đó mọi người. Mọi người thấy cả đây rất là hữu tình nha. Bao bọc xung quanh là những ngọn núi nha mọi người. Ở đây có rất là khu du lịch nổi tiếng nha mọi người.